Chào các bác, shop loa bẫy chim hôm nay lại giới thiệu với các bác, lại quảng cáo một chương trình bán giày. Các bác lưu ý là bán giày nhá, giày cho các bác thợ săn, thợ đi bẫy gà rừng, thợ đi bẫy chim và các bác mua sắm trong dân dụng cuộc sống. Ở cái phiên bản giày này của shop chúng tôi là phiên bản giày màu dàn di, hay còn gọi là màu ngụy trang ấy. Trên thị trường hiện nay đang rất là hot sản phẩm này nha các bác nha. Mà giá thì hàng chúng tôi hàng cửa khẩu nhập, cho nên là giá rất là chỉ là nội bộ. Thông báo luôn cho giá cho cái đôi giày này rất là êm, 160.000. Shop chúng tôi đã bao cước phí rồi cho các bác rồi, 160.000 đã bao cước rồi thì tôi nghĩ nó có một cái giá rất là phù hợp rồi, đảm bảo được cái quyền lợi cho bên vị chúng tôi kinh doanh có lợi nhuận rồi, mà cũng đảm bảo cho các bác cái việc mua sắm ngày nay trên mạng online nó rất là dễ. Ở bên dưới thì giày thì là đế là cao su, đeo đảm bảo các bác rất chia bền, đi gai đi vào rừng mà gai đâm vào đây các bác, hoặc các bác đi bắn chim đi săn thú mà cái đế nó dày như này mà này, dày như này thì gai góc các thứ sẽ không thể nào xuyên thủng được. Và chả dấu gì các bác, chân tôi đeo giày thì rất là có mùi hôi, đeo tất nó rất là có mùi khó chịu, nhưng mà kể đeo cái đôi giày này ấy, nó có cái độ thoáng của nó, thế cho nên là nó sẽ giảm bớt được cái trường hợp là các bác làm hôi chân nha, đeo cũng vô tư đi. Về size ấy, thì có các size các cỡ, các bác mà đi size nào quen thì các bác cứ báo cho chúng tôi, sẽ chọn cho các bác cái size đảm bảo là vừa zin luôn, để các bác có thể mua một đôi giày online không cần đến tận nơi để thử, mà chỉ cần ngồi ở nhà cũng biết được là mình sẽ mua cái đôi giày như nào. Quá trình giao dịch thì các bác alo trực tiếp số điện thoại tôi để bên dưới cái phần ghim bên dưới đấy, và tiêu đề của video ấy, các bác điện số đó để nhân viên tư vấn cho các bác về cái sản phẩm như ý nhất. Tôi thông báo giá trị lại một lần nữa để các bác tiện trong quá trình mua sắm cái sản phẩm của mình nhé. Giày đôi như tôi đang quảng cáo trên video, size nào cũng giống nhau nhé, size size nào thì cũng giá tiền cũng bằng nhau, đó là 160.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển cho các bác rồi. Các bác yên tâm là rất nhiều sản phẩm nhà chúng tôi bán thì đều bao cước, đều báo giá bao cước công khai. Hãy thêm một sự lựa chọn mua sắm nữa cho các bác, hoàn toàn miễn phí, alo để chúng tôi tư vấn miễn phí. Một lần nữa rất là mong các bác ủng hộ cho sản phẩm của cơ sở chúng tôi rất đẹp. Các bác nào lấy sỉ thì cũng alo trực tiếp nhé, hàng chúng tôi rất là nhiều, lại mới về 1.000 đôi nữa. Hàng kinh doanh, hàng cửa khẩu là chúng tôi, những cái hàng mà gia dụng này là chúng tôi làm với số lượng nhiều. Thông báo luôn, sỉ thì chúng tôi cung cấp sỉ từ 50 đôi trở lên, dưới 50 đôi thì chúng tôi không làm việc giá sỉ với các bác nhé, bởi vì lại lợi nhuận nó rất là thấp, một đôi chỉ vài ngàn thôi. Rất là trân trọng cảm ơn các bác, chào các bác.